nồi thịt chó luộc. Sụn chín được làm gì? Nhìn nó chọc vào này là xiên giống như là ruột lợn, bởi vì nó rất là dày, nó không bị thục. Sự rồi nào. Vì cháu thấy là đun thời gian nhau, có tiến sao vẫn có bơi chứ. Thế là thấy ông Hỉa. Các anh, các chị và các bạn đã quay trở lại với Thái Bình Quê Lúa trong một buổi chiều bắt đầu chuyển sang rét ngày hôm nay. Hôm nay nhà em có bữa cỗ thịt chó để gọi là mừng ngày cưới lấy ngày ở quê nhé. Mọi người cùng theo dõi nhé. Giờ cứ cưới hai thằng con trai là biết hết. Không phải biết nữa, hai con trai lấy đâm mà đi sẵn đi sửa. Nước gà ngon quá làm gì nhá. Tí nó lại đợi bún của cái bà đi bán rong rồi đấy. Bà Cúc đánh son, đánh thớt này. Để này chị Hằng thì nhận ra cho nó dễ. Đây là nồi thịt chó luộc. Đúng rồi, đúng rồi. Lươn tí nữa phải. Ui, lấy cái đũa chứ. Sụn đấy. Này bỏ lâu rồi nhỉ? Lưỡi đừng, lưỡi mới bỏ xong. Sụn chín đấy còn gì? Xía xía, xem nó chín ngay từ đây. Không mất công. Có về. Chưa chín, em bảo. Lưỡi chín ấy, nó cắt đôi là thế kia đấy. Lưỡi chín ấy, cắt đôi nó chín ngày ấy. Chưa chín được. Thôi ạ, cười. Sườn chó, sườn chó nó mình biết chín rồi, nó chín tới nó mới ngon chứ, nếu nó xác quá nó mới ngon đâu. Chín ấy, chọc vào này là chín vừa chín. Khách ra bên
gì thì bảo bà Thu tí nhưng mà có xuống cầm cho ít túi bóng. Chứ nay, nay tình trạng là căng. Hôm nay là anh em chú cháu là có phải ngồi uống rượu đến tầm 9 giờ được về cho nó hết đồ. Cái này. Ui, phù ơi. Gò thích ăn lên nào lên Hòa chẳng có. Vào này chẳng ngon đâu. Điệt cỗ được không? Gò Hòa này. Gò Hòa này cháy rồi. Nhà bác Hòa thì chả ngon thôi. Này chắc là... Sao này chả ăn chối rồi. Chả ăn cũng bỏ rồi. Hôm nọ thì tới mua một lần không ngon. Không một trước á. Không hết hồi đi. Bà đàn nào nó không ấy là nhiều thì bỏ lại anh. Toàn những người lớn là người ấy mà. Rượu cũng tốt. Không, không phải các cụ nhưng không ngại. Còn các cụ cả. Cho anh bày. Bày. Chắc thì bày nhỏ cái miếng lên cho nó đẹp. Không phải chọc đâu, cái này cứ cho nhỏ lửa là được. Cái này nó không giống như là ruồi lợn, bởi vì nó rất là dày, nó không bị thủng. Ngon. Ok thôi này. Đây, đây, đây hở ấy. Kiểu đây hở. Tên gì cơ? Con nhà Du nó đơn bé ấy, nó tên là Mây Mưa. Nó đơn bé hôm nó bảo bố ông nó mới bảo là đây này có khúc cái này, khúc hay làm cỗ. Thế là nó bảo bố ông nó bảo chứ con có biết ai hay nếm gì? Ông lớn. Nói nó vậy nó còn cười mình bảo chứ sao? Có mấy lần. Cả xong rồi tôi chết đấy nữa. Có mấy lần cái song gang luộc thịt chó mà à, ở bên nhà đấy. Mấy lần chiến lên. Dạ, giả tiền được. Ừ. À. Tớ bảo luôn. Thế là toàn bảo lần này lắm khế thì nhớ cho ừ, lần này lắm khế. Chị nó nói nó bảo chứ. Mẹ để cho mai con bảo, cô không ấy có để cho con giả tiền được. Chơi các chú ăn. Này còn cho lên nó đầy quá. Mà cái năm thằng quê nó về là cái thằng con nhà biên nó còn sống, Liên Hòa. Nó giết bò gì đấy. À, anh Trung. Trung à? Là Trung Trung, tên là Trung. Đĩa từ đằng từ từ, ngọt chứ. Đấy. Nó được không? Đĩa đây thôi. Đây còn đĩa đây. Chạm đĩa nữa. Nhìn hấp dẫn nhỉ, nhìn cái màu đã thích rồi. Con này còn để cho hai đậu hai hòn này ở đây. Quá rồi nóng. Ơi. Cắt thành năm ấy. Ừ, cắt hết. Chín chứ, xiên thử chín. Chín. Chín rồi, nhìn dao cái đấy chín chín. Đây đeo mẹ đây làm được đấy. Chửi đấy. Lại láo. Đấy không chửi rõ ràng người gọi là tỷ phú. Mẹ bảy đĩa mà không tí lên đấy. Không nhiều mà. Kiến này cái. Không có 17 18 cân, 20 cân. Ơi để mẹ. Ơi.
căng đen. Năm miếng em. Không, em đang cầm hai cái. Đây đây, cỏ đây đây, dơ gì đây, cỏ đây đây. Nghỉ nghỉ à? Vâng. Mẹ là chim đấy. Biết biết ở đây có cỗ nhỉ? Vâng vâng. Ăn đi, cứ để đấy, cứ để. Cảm ơn con đã rước đi. Ok nè. Kiêng thầy. Không ăn từ đợt trước em biết rồi. Đây là lục qua hay là rửa? Lục rồi đi. Ngồi cứ thằng ca cứ thằng điều chỉnh. Thế là anh cứ đổ. Anh Tam ra chị Phan chị Thuận điều chỉnh à? Mấy lần nay cho nhiều tiết đấy. Rồi cho vào một đĩa luôn. Bát đâu vào đây? Vào đây. Vào đây. Bát tiếp canh. Quá ngon. Giờ mẹ sáng mai con nó bắt con dâu nó bắt luôn từ 3:30. Bá xong đi bá. Dạ dỗ những ngày nào cũng ăn đến chục tiếng. Lên bắt rồi bá à. Dạ. Xếp nó rải rải. Mẹ cứ bảo không nghiện, mẹ bà cứ ngồi chỗ mâm với chó. Ai vậy? Quý. Không ăn một tí điện cục. Vâng, nó bảo vậy. Nếm rồi biết rồi. Mặn lắm, ăn chả ra đây. Mặn. Mỡ vậy. Cái chó này không có ăn gì. Cái chó thì ngon. Đây là cái lọc mỡ được bao nhiêu gram? Mẹ đĩa ra vậy thì còn đĩa to đấy chứ. Ê, vừa ra đất thì phú. Mẹ muốn ăn bún thì đuổi em đi. Rồi nó tròn nữa hay rơi nhá. Chào bác Vũ và anh Tuấn nha. Tiết canh đỏ chót luôn, sợ.
nát ruột. Không xuống, anh đánh đấy. Bảy chứ. Thảo có chơi được bộ môn tứ cái này không Thảo? Ăn được. Mẹ bố chưa kịp nhắm con đã săn bát tiên vịt mẹ rồi. Thì ăn được ăn luôn. Giờ chọc đũa vào thì không ăn nhỉ. Nên bảo bố thiếu nước sông. Mỡ thì cứ để đấy thôi chứ anh. Mỡ cho được mà ăn. Ôi chết chết rồi Trung ơi. Đu đủ xào lòng gà ngon. Đây có cái quả trứng. Thế à? Đu đủ xào lòng gà, đu đủ hơi chín. Chưa xào đã chín rồi. Cứ bê ra rồi múc rồi hả? Hay là cái này lúc nào ăn rồi múc? Nhựa mận. Yeah.
đi bác ngoài các em đi. Chín quá này, lâu lắm. Được thì thoải mái. Không để cho đi, cho mèo đi. Khiếp. Ngươi bảo là cái gì? Vâng. Nhờ mận thịt chó xào với lại củ chuối xá nhỏ. Nó cái xong nấu canh gì không? 4 giờ rồi sắp ra đập lửa về tắm rồi. Tiếc gì cơ? Tức là anh Tam đi ăn cỗ tiếc không ở nhà? Không nên tiếc vào đây này. Chẳng gì là toàn. Thơm đấy, cho con rượu và thơm đấy. Thịt mèo này xào với lại có hoa chuối quá. Con rượu vào nó thơm thật. Giờ mà kiếm được cái rau này có vẻ hơi hiếm đấy anh nhỉ. Vì cháu thấy là đun nó thời gian nó ngắn mà cái này thấy bảo là phải đun lâu chính kỹ. Hôm nay chó non, chó kiểu nó mềm ấy nên là không đun lâu. Cái này có phải bọc thợ nó thôi. Không phải bọc mà chú lấy tăng chặt lỗ ra. Bọc thôi, chuồi, mình còn lại chuồi nó bông. Không phải đợi tí nó nguội không bọc. Nó nguội thôi, để tí nó nguội thì bọc. Để gọn xong lấy cái lồng màn úp nó nguội bọc cái bông. Bông bông kể là cái này cứ đậy vung xong lúc nào ăn xúc ra đây lên luôn. Đến để ăn luôn con bảo thấy ai múc nó cùng. Vậy thì đậy vào được. Nếu vậy được cần nóng thì bưng lên đâu. Thế nhá. Sân nóng. Thế cần gì phải xúc cái này còn mỗi cái này. Hả? Ủa đã xúc rồi. Thôi xúc rồi. Có cái giò là bông. Có cái mắm thì cho nó múc sau. Nó có tiến xào mà vẫn có bơ chứ. Ừ thì đấy là cô nói, bác nói là dạo này ấy. Đổ sắt. Xong là đổ kia được cái này. Cái như kiểu chín quá. Mấy giờ đây? 5 giờ mà 5 giờ kém 20. Hẹn 5 giờ mà. Tôi mời nói chuyện nhưng không ai. Ông Huân ông đới. Mỗi ông bị ỉ. Dạ. Thế là thấy ông hỉ à? Thịt mèo có bơ nó thật đỡ hơi hẳn. Thơm hẳn. Thịt mèo này đâu nhỉ? Toàn hải sản. Gần biển mà. Chó mèo ngay đầu đường. Phát hồn. Cháu hôm nọ vào Phú Quốc vẫn còn được ăn thịt chó Phú Quốc, sướng đời thật.
Ôi, tiếng cảnh đông lắm rồi. Mấy khỉ con gái lấy chồng. Lươn này, lươn chuối này. Để cháu về cháu bảo nó mang xuống. Chặt đoàng hoàng cho hộp xốp mang xuống, mình không phải gì cả. Để em về em bảo nó xong mà chặt đoàng hoàng xong mang xuống. Món đây, thịt gà là 1 này, chả là 2, giò là 3 này, đu đủ xào là 4 này, thịt chó luộc là 5 này, nhựa bẩn là 6 này, xôi là 7 này, tiết canh là 8 này, lươn nấu chuối là 9 này, thịt nướng là 10 này, củ cải luộc là 11 này. Nướng đang cầm xuống. Quá là nhiều món. Gãy nhỉ, được rồi. Mà thì về rồi đấy. Xe để nhà luôn. Có khi bây giờ là phải thay quần áo xong rồi, xong rồi đang đợi xong qua gọi lại. Lươn nấu hoa chuối. Chắc rồi. Không biết Công Nghiên nó bảo có đâu không? Không biết. Mới xem đủ chưa, nếu chưa đủ thì đâu. Đây là lươn nấu hoa chuối này. Quá là ngon luôn. Đồ nha, cành này. Có hôm nay là mười mấy đĩa luôn. Cái này là nhựa mận này. Đây đây. Nhựa mận này, đây là thịt mèo này. Đây là xương nấu măng. Ăn tạm thôi. Như kiểu là quê em mà cứ đi thoảng thịt mận bán ăn cho đỡ buồn, cảnh cười. Quê tôi cứ vậy đi. Ăn cho đỡ buồn. Thịt nướng này, thịt chó này. Được bữa cổ này. Mai đỏ. Giờ ăn Tết lại cỗ cho chú Bằng nhỉ, cưới nhỉ. Cụ Yến ạ. Cụ Yến ạ. Rất là cảm ơn cụ Yến. Đây là nồi thịt chó luộc. Xôn chín được làm gì? Tí nữa chọc vào này là xiên giống như là ruột lợn, bởi vì nó rất là dày, nó không bị thục. Sự rồi nóng. Vẫn có bơ chứ. Thế là thấy ông kìa.